Xin chào mừng các bạn quay trở lại với Trường Tin Vlog. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề nói trong 4 phút, nói bao nhiêu là đủ. Trong Trường Tin, chúng ta bắt gặp rất nhiều bạn thí sinh với những tốc độ nói vô cùng khác nhau. Đầu tiên, hãy thử đến với một thí sinh rất nổi bật với tốc độ nói như xé gió, Bùi Lam Trà. Cái vấn đề bạn nói là khi mà người trẻ đủ chín chắn đúng không ạ? Vậy thì khi nào người trẻ đủ chín chắn? Khi mà họ có vấp ngã và họ có đứng dậy, họ có học được từ những cái lúc họ vấp ngã, từ những cái chủ động đấy thì họ mới có thể phát triển được. Đối với chúng tôi không nói cái sự thất bại ở đây là khi bạn sáng tạo sai, bạn đi sai hướng. Mà vấn đề khi bạn thất bại chỉ đơn giản là bạn sáng tạo chưa đủ mà thôi. Thì từ đấy bạn mới phải sáng tạo hơn nữa để có thể phát triển bản thân mình. Hay chàng trai với 1.000 cô con dâu, Trần Thế Phương. Chúng tôi sẽ hướng đến những đối tượng như sau. Đối tượng thứ nhất, chúng tôi hướng đến những người không có bằng đại học. Khi chúng tôi tạo điều kiện cho những người này thì sao? Họ sẽ có cơ hội tham gia cuộc thi. Chúng tôi chưa nói đến chuyện là họ thành công hay không thành công. Nhưng mà chỉ cần điều đó thì sẽ tạo ra một niềm cảm hứng. Đó là tất cả những mọi người dù có là chênh lệch về địa vị, về học thức thì vẫn có quyền được tham gia và được đánh giá một cách như nhau. Vừa rồi là những bài nói rất tốc độ, rất mãnh liệt. Vậy hãy thử một bài nói chậm rãi xem sao nhé. Hãy thử xem bài nói của Trần Bảo Tâm. Nghe thì có vẻ là một nghịch lý, nhưng đây lại là sự thật. Một học sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học lại trượt xét tuyển nguyện vọng 1 vì điểm xét tuyển là 30,5 điểm và em học sinh đó không có điểm cộng. Vì vậy, đội chúng tôi ở đây ngày hôm nay để ủng hộ với kiến nghị. Chúng tôi phản đối việc lựa chọn học sinh dựa trên đặc quyền khác biệt về hoàn cảnh. Qua các ví dụ vừa rồi, các bạn sẽ thấy dù bạn nói nhanh hay nói chậm thì nó cũng đều ảnh hưởng tương đối đến phong thái, đến khả năng và đến cái mức độ truyền tải thông tin của các bạn. Vậy thì với một chương trình mà các bạn chỉ có 4 phút để nói như Trường Tin thì nói tốc độ như thế nào là đủ? Đầu tiên, chúng ta hãy đến với cách nói nhanh. Nếu như khi bạn nói nhanh, bạn nói như xé gió, ví dụ chúng ta đã nhìn thấy ở Lam Trà, bạn sẽ có những lợi thế như sau. Một, bạn nói hết được vấn đề. Bởi vì khi bạn có rất nhiều nội dung trong tay, bạn có thể truyền tải hết được nội dung đó cho giám khảo. Với một nhịp độ nhanh, tốc độ tốt, bạn sẽ lôi cuốn được người nghe, được giám khảo và thậm chí lôi cuốn thí sinh ở một trận tranh biện đầy tốc độ. Nhưng đồng thời, thiệt hại của nó là gì? Nếu bạn nói quá nhanh. Xin kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi đến đây để chứng minh điều này với các bạn. Đừng bao giờ nói kiểu đấy, vì các bạn sẽ khiến cho giám khảo và người nghe không thể nào bắt kịp chữ trong bài nói của các bạn. Nó sẽ khiến cho các bạn mất âm, đồng thời đối phương không ghi kịp bài nói của các bạn. Thì hãy nghĩ xem làm sao giám khảo và người nghe có thể theo dõi và ghi kịp bài nói của bạn, đúng không ạ? Vì vậy, hãy nói nhanh vừa phải. Thứ hai, với những bạn có sở thích là nói chậm, chậm rãi, nhẹ nhàng, một trong số những cái điểm chết người của việc nói chậm đó là gì? Đó là với một chương trình mà thời gian tương đối ngắn, nội dung truyền tải cao thì bạn sẽ khó có thể truyền tải hết được nội dung của mình. Thứ hai, khi bạn nói quá chậm, nó có thể dẫn đến việc buồn ngủ và nhàm chán. Hãy thử tưởng tượng theo dõi một chương trình tranh biện mà thí sinh lên như thế này. Ngày hôm nay tôi ở đây để nói 3 điều với các bạn. Một là đó, một bài nói như thế sẽ rất khó để thu hút sự chú ý của mọi người. Thứ ba, với một bài nói quá chậm rãi, nó sẽ rất là khó có cái phần nhấn nhá, bởi vì khi tốc độ chậm, nó sẽ khiến mọi thứ trở nên bằng bằng. Tuy nhiên, với lối nói chậm rãi, nó sẽ cho bạn những lợi thế nhất định. Một, nó cho bạn rất nhiều thời gian để cân nhắc, để có thể tính toán đâu là bước đi tiếp theo và đâu là cái câu nói tiếp theo để mình thực hiện. Thứ hai, một lối nói chậm rãi mang tính ngoại giao, nó có thể khiến mọi người có nhiều thiện cảm hơn với bạn, hơn là một lối nói trông như chuẩn bị lao vào ăn thịt đối phương. Quay lại với chủ đề chính ngày hôm nay, 4 phút nói bao nhiêu là đủ, chúng tôi sẽ cho các bạn một vài lời khuyên như sau. Thứ nhất, hãy chọn tốc độ phù hợp, đừng quá chậm nhưng cũng không được quá nhanh. Thứ hai, nếu có quá nhiều vấn đề thì bạn hãy chọn những cái vấn đề trọng tâm nhất, loại bỏ những cái vấn đề mà bạn cho rằng nó sẽ không có được nhiều điểm từ phía ban giám khảo, bởi vì càng cố nói nhiều, bạn sẽ càng nói nhanh và càng nói vấp dẫn đến mất ý ở phía sau. Thứ ba, hãy có sự nhấn nhá phù hợp
để bài nói của bạn dễ nghe, có trọng tâm thay vì nói như một cuộc liệt kê. Cùng là 4 phút đó thôi, nhưng 4 phút mà bạn liệt kê nó sẽ nghe dài như một thế kỷ. Nhưng 4 phút nhấn nhá uyển chuyển nó sẽ làm người nghe cảm thấy ồ, sao 4 phút vừa rồi nó lại đáng nghe đến vậy. Cuối cùng hãy tạo quãng nghỉ thích hợp. Bởi vì hãy tưởng tượng khi bạn nói nhanh bạn rất mệt đúng không ạ? Thì người nghe bạn cũng sẽ có một cái sự mệt tương tự khi phải lắng nghe một bài nói dài liên tục của bạn. Chúc các bạn thành công với những lời khuyên vừa rồi để có một bài nói thật sự hấp dẫn trong trường tin 2020.